Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện tại Đại hội Liên hoan Thanh niên tích cực ngành đường sắt. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 383. Toàn văn của tác phẩm như sau. Các cháu có khỏe không? Khỏe ạ. Ở đây ăn có no không? Thưa bác, no ạ. Hội nghị có kết quả không? Các cháu có vui không? Có ạ. Bác rất bận, nhưng cũng thu xếp thì giờ đến thăm các cháu. Tuy vậy không ở được lâu. Bác khen các cháu làm đầy đủ nhiệm vụ mà đảng và chính phủ giao cho. Như thế là tốt. Một, phải đoàn kết. Đoàn kết giữa thanh niên với nhau, giữa miền Nam với miền Bắc, giữa thanh niên công nhân với công nhân lớn tuổi. Phải đoàn kết với nhân dân địa phương nữa. Đoàn kết là sức mạnh. Có tài năng mà không biết đoàn kết thì cũng không thành công. Ở đây có thanh niên Hoa Kiều không? Thưa bác, có ạ. Như thế là tốt. Thanh niên Hoa Kiều ra sức góp phần xây dựng đất nước Việt Nam. Nghĩa là trong phe xã hội chủ nghĩa chúng ta, làm ở đâu cũng là làm cho mình. 2. Thanh niên phải cố gắng xung phong, làm đầu tàu trong mọi việc. Các cháu ở đường sắt đều thấy những chuyến xe lửa. Nếu xung phong làm đầu tàu mà bỏ to xe lại, chạy một mình thì có ích gì không? Không ạ. Vậy đầu tàu không thể tách rời to xe, thì thanh niên xung phong không thể tách rời quần chúng. Xung phong mà tách rời quần chúng thì không ích gì. 3. Các cháu phải cố gắng học tập kỹ thuật, văn hóa, chính trị. Nhờ nhân dân ta cố gắng và các nước bạn giúp đỡ mà nền kinh tế của nước ta càng ngày càng tiến. Nếu không học tập văn hóa, không có trình độ văn hóa thì không học tập được kỹ thuật. Không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà. Nhưng phải chú ý học tập chính trị. Vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi. Các cháu cần nhớ và thực hiện đầy đủ 3 điểm ấy. Ta bị phong kiến áp bức hơn 1.000 năm. Như thế có lâu không? Bị đế quốc áp bức gần một thế kỷ có lâu không? Lâu như thế nhưng cách mạng vẫn thành công. Thế kháng chiến 9 năm có lâu không? Nhưng kháng chiến đã thắng lợi. Thế là chống đế quốc, chống phong kiến và kháng chiến, tuy lâu dài gian khổ nhưng đã thắng lợi. Đấu tranh cho thống nhất đất nước cũng là một đoạn trong con đường cách mạng của ta. Trước cách mạng tháng 8, đảng còn ở trong thời kỳ bí mật. Ta chưa có chính quyền, chưa có quân đội. Mặt trận dân tộc thống nhất còn mới. Thế mà cách mạng tháng 8 đã thành công. Lực lượng tuy yếu, nhưng vì ta đoàn kết, tin tưởng và quyết tâm, cho nên cách mạng đã thắng lợi. Lúc đầu kháng chiến ở Nam Bộ chỉ có gậy tầm vong. Ở miền Bắc thì cũng thiếu vũ khí, cán bộ cũng ít. Ta còn yếu, địch thì mạnh. Nhưng vì ta đoàn kết, tin tưởng, quyết tâm, cho nên kháng chiến đã thắng lợi. Ngày nay, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng ta lớn mạnh, chính quyền vững chắc hơn, quân đội ta hùng mạnh hơn. Trước kia ta gặp nhiều khó khăn như thế mà cũng thắng lợi. Nay đã mạnh
và ngày càng mạnh hơn. Lại có các nước bạn đoàn kết thành một khối mạnh mẽ, cho nên ta cũng chắc chắn thắng lợi. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày 25 tháng 7 năm 1956, được đăng trên báo Giao thông Vận tải số 307 ngày 15 tháng 11 năm 1969. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.